Máy sèn là một trong những trò chơi đơn giản nhưng vô cùng thú vị mà ai cũng có thể tham gia. Với những hình ảnh đầy màu sắc và âm thanh vui nhộn, máy sèn đã trở thành trò chơi yêu thích của nhiều người. Máy sèn có thể giúp bạn giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc có thể mang lại cho bạn cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Hãy nghĩ đến việc đặt một món cược nhỏ và có cơ hội trúng số lớn. Đây là lý do vì sao máy sèn luôn được nhiều người yêu thích và tìm kiếm. Nếu bạn muốn có một trải nghiệm chơi máy sèn tuyệt vời, hãy đầu tư một chiếc máy sèn để mang về nhà của riêng mình. Máy sèn không chỉ là một món đồ chơi giải trí mà còn là một công cụ để mua vui. Với những tính năng đặc biệt và phong cách thiết kế độc đáo, máy sèn đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Hãy tận hưởng trò chơi vui nhộn này và tận dụng cơ hội để thắng lớn khi bạn thua cuộc trong tư duy ảm đạm, buồn chán. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy sèn để sở hữu hoặc muốn tham gia trò chơi thú vị này, hãy truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi cung cấp các loại máy sèn với đầy đủ tính năng và chất lượng tốt nhất. Đặt hàng ngay hôm nay và trở thành một tay chơi máy sèn giỏi. Thỏa mãn niềm đam mê chơi game khi game online bạn đã chán ngấy lên. Máy sèn giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê chơi game offline tại nhà mà không phải đi đâu xa, không tốn thời gian và chi phí. Giải trí tốt cho sức khỏe tinh thần, trò chơi máy sèn không chỉ là một hình thức giải trí mà còn có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tinh thần, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và xả stress sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thử vận may một cách an toàn khi bạn làm gì đó bị xui xẻo chán nản, bạn không cần phải lo lắng về việc mất tiền khi chơi máy sèn tại nhà, vì bạn có thể đặt mức cược thấp và kiểm soát được số tiền đã chi trả. Có nhiều loại máy sèn để lựa chọn, máy sèn hiện nay có nhiều loại với đầy đủ các thể loại, từ truyền thống đến hiện đại, từ cổ điển đến mới nhất, giúp bạn có nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích của mình. Lợi nhuận tiềm năng, nếu bạn muốn chơi máy sèn không chỉ để giải trí mà còn để kiếm tiền, máy sèn có thể mang lại lợi nhuận cuộc vui tiềm năng cho bạn, tuy nhiên, bạn cần phải biết cách kiểm soát tiền bạc và không quá tham lam. Những lợi ích trên làm cho máy sèn trở thành một sự lựa chọn giải trí tuyệt vời tại nhà. Với nhiều loại máy sèn khác nhau để lựa chọn, bạn có thể tìm được máy sèn phù hợp với sở thích của mình. Ngoài ra, bạn không chỉ có thể giải trí mà còn có cơ hội kiếm tiền nếu biết chơi đúng cách. Nếu bạn đang tìm kiếm một món đồ chơi giải trí với sự kết hợp hoàn hảo giữa giải trí và kiếm tiền, thì máy sèn chính là sự lựa chọn tuyệt vời. Hãy đến với chúng tôi để sở hữu một chiếc máy sèn và trải nghiệm những giây phút thú vị cùng trò chơi này. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm máy sèn giải trí tuyệt vời với giá rẻ và chất lượng tốt nhất. Để đặt hàng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 08-8888-0532 hoặc 0918-721-599. Ngoài ra, quý khách có thể truy cập vào website của chúng tôi để xem thêm chi tiết về sản phẩm và đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Hãy gọi ngay để sở hữu những chiếc máy sèn giải trí tuyệt vời và tận hưởng những giây phút thư giãn vô cùng thú vị. Nếu bạn mới bắt đầu chơi máy sèn, có lẽ sẽ cảm thấy một chút lúng túng trước hàng loạt những nút bấm và ký hiệu trên màn hình. Tuy nhiên, không cần lo lắng quá nhiều vì chơi máy sèn thực sự rất đơn giản và dễ dàng. Đầu tiên, bạn cần đặt cửa của mình bằng cách chọn số dòng cửa và mức độ cửa cho mỗi dòng. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn nút quay và chờ đợi kết quả. Một điều lưu ý quan trọng là hãy đọc kỹ bảng thanh toán để biết được những kết quả nào sẽ giúp bạn chiến thắng và nhận được tiền thưởng. Hầu hết các máy sèn đều có tính năng tự động quay, cho phép bạn chơi nhanh hơn và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn các máy sèn có tỷ lệ trả thưởng cao hơn, điều này sẽ giúp tăng khả năng thắng và kiếm được nhiều điểm thưởng hơn. Hãy cẩn thận với số điểm bạn đặt ở mỗi cửa và quản lý tài chính của mình để tránh mất kiểm soát và đặt ở cửa quá nhiều. Lưu ý, đây là loại máy nhằm mục đích giải trí, bạn không nên sử dụng vào mục đích khác để kiếm lợi, hãy tận hưởng những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Hy vọng với những hướng dẫn đơn giản này, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn để bắt đầu chơi máy sèn và thưởng thức trò chơi tuyệt vời này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 08-8888-0532 hoặc truy cập vào website của chúng tôi để biết thêm thông tin.
bà học siêu bà See ya. Pizza, bah.